cái gì của dòng số nè con. IC, IC 5, IC 6, IC 7. K700 đẹp nè, con này đẹp nhất nách nè, chưa chùi rửa mà đẹp cái nào không. Và K700 nè, đẹp nhất cái nách luôn rồi con. Con tầm cái số, cái tinh nè, quá đẹp rồi con. K700, tem mọc còn luôn rồi, quá đẹp. K700 nè, đẹp ghê được chứ, thế nào chịu nổi. C5 cũng đẹp luôn nè. Đẹp không rồi con, lâu lắm mới thấy được bộ AG nè. Đẹp không rồi con. Đây, C6 có thể làm nước nè, đẹp ha. Đây cầm tay xin trắng tinh ha. K700 này đủ hết. Rồi con nào có nhu cầu luôn 0886356707. Quá đẹp luôn nè. Con 300 đẹp nhất nè. Nó chạy kiểu gì mà bánh chén nó còn mung luôn nè. Vô trắng tinh nè, vô này biết xài nữa ha, mà con thấy không? Quá đẹp. Mà làm đồ hoàng đẹp luôn. Rồi nó cái máy đẹp khủng khiếp không? Quá đẹp rồi con, bộ này đẹp quá nè. K700 K85. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Quá đẹp.